Nhiều khả năng Messi sẽ có cơ hội cuối để tham dự FIFA Club World Cup. Đồng thời, giám đốc điều hành câu lạc bộ Manchester United vừa tiết lộ thông tin rằng 3 năm tới họ sẽ vô địch giải ngoại hạng Anh, cùng một số thông tin bên lề khác cũng sẽ được cập nhật trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Ronaldo không thể ngừng ghi bàn. Kết quả bóng đá hôm nay, Ronaldo tiếp tục có bàn thắng giúp Al Nassr đánh bại Al Wehda 2-0 ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Trong đó, ở hiệp 1 trận đấu phải bước sang phút thứ 41, thế trận mới phá vỡ khi Ronaldo sút trúng đích và bóng đi thẳng vào lưới. Sang hiệp 2, phút thứ 53, Al Nassr được hưởng penalty sau khi cầu thủ đối phương mắc lỗi. Trên chấm phạt đền, Ronaldo dễ dàng gia tăng thành tích, ghi bàn của bản thân, nhân đôi cách biệt cho Al Nassr để giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Cũng theo kết quả bóng đá vào ngày hôm nay và rạng sáng nay tại Ý, AC Milan thắng Lecce 3-0 và 3 bàn thắng được ghi chỉ trong 5 phút, từ phút thứ 38 đến phút thứ 43. Ở Pháp, Paris Saint-Germain thắng Rennes 3-1, tại Đức, Dortmund thắng Bochum 4-2. Dù bị dẫn trước hai bàn chỉ sau 20 phút thi đấu đầu tiên. Nhiều khả năng Messi sẽ có cơ hội cuối để tham dự FIFA Club World Cup. Tiền đạo Messi có khả năng sẽ được góp mặt tại giải đấu Club World Cup 2025 khi Inter Miami nhận được lời mời tham dự từ FIFA. Đây là thông tin đáng chú ý và được kỳ vọng sẽ gia tăng sức hút của giải đấu này. Từ năm 2025, Club World Cup sẽ được tổ chức với thể thức mới, mở rộng quy mô lên 32 đội tham dự và diễn ra 4 năm một lần thay vì hàng năm như trước. Điều này hứa hẹn mang đến một sân chơi lớn cho các câu lạc bộ xuất sắc trên toàn thế giới. Theo quy định, nhà vô địch CONCACAF 2022 sẽ là đại diện chính thức của giải MLS tại Club World Cup 2025. Tuy nhiên, với vai trò nước chủ nhà của Mỹ, FIFA sẽ ưu tiên mời thêm một đội bóng nữa từ giải đấu này tham gia và lựa chọn hàng đầu chính là Inter Miami, đội bóng mà Messi đang đầu quân. Việc Inter Miami có sự góp mặt của Lionel Messi khiến khả năng tham dự Club World Cup càng trở nên hấp dẫn hơn. Sự xuất hiện của Messi sẽ tạo sức hút không chỉ cho MLS mà còn tăng giá trị thương mại và hình ảnh cho giải đấu toàn cầu này. Hiện tại Messi cùng Inter Miami đang hướng tới mục tiêu chinh phục MLS Cup 2024. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Tata Martino của câu lạc bộ cũng bày tỏ sự háo hức. "Chúng tôi muốn tham dự Club World Cup, đó là một sân chơi lớn và không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng không phụ thuộc vào chúng tôi." Ngoài Club World Cup, người hâm mộ Argentina và Inter Miami còn đặt kỳ vọng Messi sẽ tiếp tục thi đấu tại World Cup 2026. Giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Argentina và anh đang chuẩn bị cho hành trình đặc biệt này với Inter Miami. MU tiết lộ kế hoạch 3 năm giành chức vô địch ngoại hạng Anh. Trước khi bước vào mùa giải 2024-2025, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đã cải tổ mạnh mẽ ban lãnh đạo của MU. Ngoài giám đốc thể thao Dan Atwood, Quỷ đỏ còn bổ nhiệm giám đốc điều hành Omar Borada, người từng thành công với vai trò tương tự ở Man City. Trong vai trò được ví là kiến trúc sư trưởng, ông Borada khẳng định đã lên kế hoạch đưa MU trở lại đỉnh cao trong vòng 3 năm tới với mục tiêu giành chức vô địch ngoại hạng Anh. Ông đánh giá đây là mục tiêu hợp lý nhằm hướng tới lễ kỷ niệm 150 năm thành lập câu lạc bộ. Kế hoạch này của ông được gọi là dự án 150 đã được phổ biến tới đội ngũ huấn luyện của MU. Cựu lãnh đạo Man City không lên kế hoạch dài hạn vì lo ngại cổ động viên MU thiếu kiên nhẫn. Ông cho biết, đó không phải kế hoạch 10 năm, cổ động viên sẽ cạn kiên nhẫn nếu lên kế hoạch dài như vậy. Kế hoạch trong 3 năm được đánh giá là phù hợp.
Với kế hoạch trên, MU đã chi hơn 200 triệu euro cho chuyển nhượng trong phiên chợ hè vừa qua. Ngoài ra, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng được giữ lại với bản hợp đồng ít nhất tới mùa hè 2026. Dù vậy, MU đang khởi đầu mùa giải 2024-2025 rất khó khăn. Nhiều người đánh giá kế hoạch 3 năm giành chức vô địch ngoại hạng Anh của Quỷ Đỏ không sát với thực tế. Con trai Zidane dã từ sự nghiệp ở tuổi 29. Theo tờ AS, tiền vệ Enzo Zidane, con trai của huyền thoại Zidane, đã quyết định dã từ sự nghiệp ở tuổi 29 bởi không tìm được bến đỗ thích hợp sau gần 2 năm rời đội bóng Fuenlabrada. Bên cạnh đó, cậu ấm nhà Zidane cũng cảm thấy không còn hứng thú với việc chơi bóng và quyết định này cũng nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Đội gần nhất Enzo Zidane đầu quân là Fuenlabrada ở hạng 3 Tây Ban Nha. Tiền vệ này chơi 28 trận, ghi 1 bàn mùa 2022-2023, nhưng đã không thi đấu kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2023. Theo AS cho biết, sau khi treo giày, Enzo đã tập trung chăm sóc gia đình gồm vợ và các con của mình. Ngoài ra, cựu tiền vệ 29 tuổi sẽ tập trung đầu tư vào kinh doanh thay vì làm huấn luyện viên bóng đá như người bố nổi tiếng của mình. Vừa qua, tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe được chú ý đặc biệt trong lễ tặng xe cho dàn sao Real của BMW, bởi lẽ đây là lần đầu tiên thủ quân đội tuyển Pháp tham dự sự kiện thường niên trước mỗi mùa giải do BMW và câu lạc bộ Real Madrid kết hợp tổ chức. Ngoài Mbappe, tân binh Enrique cũng lần đầu tiên được BMW tặng xe. Mbappe nhận xe mới trong ngày đầu tiên bước vào quá trình hồi phục chấn thương. Như đã biết, trận Real thắng Alaves tại vòng 7 La Liga, Mbappe gặp chấn thương đùi, vì thế tiền đạo 25 tuổi phải nghỉ thi đấu 3 tuần, qua đó lỡ 3 trận gặp Atlético Madrid, Lille và Villarreal. Như vậy, Mbappe sẽ lỡ cuộc đối đầu thú vị với đồng đội tại đội tuyển Pháp, Westman ở trận Derby thành Madrid vào rạng sáng ngày 30 tháng 9 tại vòng 8 La Liga, và cuộc chạm trán cậu em ruột của mình ở trận đấu giữa Real và Lille tại cúp C1 ngày 3 tháng 10. Dự kiến anh sẽ tái xuất ở trận đấu với Celta Vigo vào ngày 20 tháng 10 tại vòng 10 La Liga. Real Madrid hy vọng tuyển thủ Pháp sẽ đạt thể trạng và phong độ tốt nhất ở trận đấu với Dortmund tại cúp C1 ngày 23 tháng 10 và Barcelona vòng 11 La Liga vào ngày 27 tháng 10. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Đừng quên cập nhật liên tục những clip hay nhất về thể thao trên kênh của chúng tôi vào tất cả các ngày trong tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!